Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, đoàn giám sát của Hội đồng dân tỉnh do ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách về hiệu quả việc triển khai thực hiện tiêu chí số 1 về quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Cùng tham gia với đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan đoàn giám sát đã nghe đại diện xã hân khách trung b trình bày báo cáo công tác triển khai thực hiện tiêu chí số 1 về quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gồm các nội dung quyết định phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới xã nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu của cấp thẩm quyền tình hình quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của xã gồm kết quả đạt được hạn chế tồn tại kiến nghị đề xuất kết hợp trình bày bản đồ quy hoạch xã nông thôn mới được công khai theo báo cáo của xã Hưng Khánh Trung B, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, nên quá trình tổ chức thực hiện được thuận lợi đúng theo quy hoạch được duyệt, tuy nhiên vẫn còn hạn chế nhất định. Qua buổi làm việc, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, trưởng đoàn giám sát cho rằng, thời gian qua, việc triển khai thực hiện tiêu chí số 1 của xã Hân Khánh Trung B có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Địa phương đã xây dựng tiêu chí số 1 để đáp ứng yêu cầu xã nông thôn mới, đã có quy chế quản lý, các bản thiết kế quy hoạch cũng đã tổ chức công khai rộng rãi ngoài dân. Tuy nhiên, qua giám sát thấy rằng địa phương vẫn còn thiếu ra soát cập nhật quy hoạch giai đoạn 2021-2025 để có đủ điều kiện lên nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, ra soát quy hoạch chung về nông thôn mới cũng vừa mới được phê duyệt. Trong tiêu chí số 1 cũng chưa nói được mấy việc là quy hoạch về khu dân cư tập trung, các trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp chưa có địa chỉ cụ thể để bổ sung đưa vào quy hoạch, chưa nhận định được tiêu chí số 1 là tiêu chí nền tảng cho tất cả các vấn đề khác trong xây dựng nông thôn mới. Tất cả những vấn đề này, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ có buổi làm việc với các quyện thành phố và quỹ ban nhân tỉnh nhằm giúp địa phương có sự ra soát để chấn chỉnh trong thời gian tới.